Bây giờ Tuấn Trần nè, bữa nay của ta sao càng ngày càng đẹp, cũng đang yêu phải không? Dạ không ạ, à, em đang độc thân ạ. À, qua chương trình này thì em cũng muốn gửi profile là em tên là Tuấn Trần, em cao 1m85, dạ, cân nặng 76kg. Dạ. Công nhận nha, bé nó dối không chớp mắt luôn vậy đó. Dễ sợ. Nó dối không chớp mắt nó luôn. Nó thả thính luôn, trời ơi. Tranh thủ thả thính luôn. Nó gửi profile luôn. Đây, bây giờ nè, bữa nay tới đây em muốn về nhà nào? Để làm trước hả? Anh Tuấn Trần. Con anh Tuấn Trần nhường con kìa. Con coi chương trình này nhiều lắm rồi. Dạ con biết cái ghế đó là ghế của cô. Của cô hay độ cái ghế dạ, đó lắm. Dạ cô hay độ nên là cho không con dám về vô đi. Thôi. Trời ơi con với cô hợp lắm luôn á. Thiệt. Không con không thấy cô độ ai hết trơn á. Sợ lắm sợ. Thì bây giờ con vô đó con ngồi ghế đi con trấn lại. Được không? Dạ thôi con sợ tại vì con không có duyên lắm chứ à. Vô sợ cô dịnh cái là mất duyên luôn á. Vậy con muốn qua bên đây phải không? Dạ. Ừ. Vậy thì bây giờ mời con về với Trường Giang nha. Tuấn Trần về với Trấn Thành, ok. Ủa vậy là em về với cô hả anh? Em về với cô sẽ độ em. Cô độ em nha Mực. Về đây Mực. Dạ, em chào cô. Trời ơi, gì vậy? Và bây giờ chúng ta... Nhưng mà em thấy các bạn này không phải là cái người chăn gà đâu. Tại sao em nghĩ vậy? Tại vì chó gà ăn mà bạn cầm có một hộp á. Người ta cố tình người ta làm dễ như vậy lắm mà. Ủa? Nhớ ban biên tập bảo là em phải làm như thế để em cho có thấy là nó có một cái hàng rào che mấy con gà lại không? Tại mấy con gà nó hận cái bạn này lâu lắm rồi, sợ là bay lên mổ bạn này đó. Tại vì cho người ta ăn có một hộp và kiểu là nghĩ sao mỗi bữa ăn có một hộp duy nhất à, thì mấy con gà nó căm phẫn trong lòng. Làm cho nó kể chuyện mụ ngôn cho các cháu chứ gì nghe vậy đó trời. Em bị dính virus gì vậy? Đây là cái mấy cái con gà đó nó nhập vô em nó truyền tải cái thông điệp. Không có kể chuyện mụ ngôn nữa kìa. Em thật sự bệnh rồi. Tập trung. Bỏ qua những cái chuyện chắc mà viễn vông đó. Ghế này mà cô về ghế này anh ơi. Cô bữa nay muốn đổi chỗ. Em hết đổ mồ hôi rồi anh. Ê đổ mồ hôi rồi. Mà quan trọng là có hát hay không? Hay. Sao hay? Tại vì cái mặt này là mặt lanh. Em cũng công nhận lanh luôn á. Mà lanh nặng luôn á anh. Lanh lạnh, lạnh hả? Đó. Là cái mặt lạnh tanh. Lanh hát cũng hay. Tuấn bớt làm duyên lại em. Sao ngồi cái thế gì kỳ vậy? Mình tham gia chương trình á. Mình tập vô câu chuyện cái mình đừng có câu chuyện thế này. Ai chụp hình anh vậy? Sao tự nhiên ngồi cái dáng y như chụp hình vậy? Sao Tuấn nhận xét anh nghe coi. Dạ lanh. Lanh thì sao? Nãy nói lành sao? Lành hát hay. Dạ hát lành hát hay. Hát hay. Hát hay. Hay. Dạ. Cô nói hả? Dạ không. Tại vì á, bạn này hồi nãy có đứng tướng như nè. Kiểu là em có cảm giác là như bạn này không thở. Là thở một cái hơi rất hả? Là dài á. Nãy giờ em có nghe mọi người nói gì Tuấn Trần? Dạ có. Có hả? Em nghe mọi người kể chứ. Dạ thôi bây giờ em nói đi, ý kiến của em sao? Ủa nãy em nói rồi mà. Nói đầu rồi Nghĩa. Bây giờ anh nói lại được không? Đó. Anh nói rồi á. Thôi kêu bạn xong này. Ủa rồi nãy em nói gì ta? Nói gì để còn nhớ nữa kìa. Nói nó bạn này hát kêu hay. Hát hay. Chỉ nói một nín thở gì đó. Anh không có tập trung gì hết. Nãy là em nói là bạn này đứng lên vậy nè. Đó, thở là nhà hơi dài hát hay. Đúng là anh không tập trung gì hết. Bạn nói như vậy phải đứng như vậy đúng rõ ràng. Em nói rõ ràng là vậy mà. Thành ơi, bữa nay em xui quá Thành ơi, em rước hai đứa lật lọng có trở mặt gì trở bàn tay vậy đó. Chơi chơi riêng qua nhà này tụi cháu. Anh vô anh. Ờ nó quýnh quá. Dạ. Ừ. Về kìa. Nè. Thôi. Ừ đừng ơi, lấy sao qua làm hồi đi. Trời ơi. Trời ơi anh ơi, anh coi lụa anh như dịch kìa. Cái gì cưng? Dạ đâu có là em mừng anh về. còn em chỉnh ghế với anh mà. Thành, em nói đi bạn này thế nào? Hết muốn nói. Mất hứng rồi hả? Em ghét hai đứa này quá. Nói em... đi, nói thôi, nói đi nè. Dạ thưa anh. Xét về phương diện nhân gián học, bạn này có một loại gương mặt sẽ mang đến những niềm vui khi bạn hát. Xét về dáng đứng và phong cách tự tin, bạn cũng sẽ mang đến niềm vui khi bạn hát. Và xét đến cái độ tập trung thì thằng em của em nó lại vuốt tóc và ngồi một mình. Anh nghe anh nói mà anh kiểu thì đại khái là bạn này tất cả mọi yếu tố đều là hát không hay. Ok. Cái lúc mà em ngồi cũng trên cái ghế này cùng với anh Trấn Thành và cũng bị vùi dập như vậy và nhìn thấy một cái bạn y chang như vậy, tự nhiên em nhớ lại cái quá khứ của trời em. Trời tôi vùi dập nó nào trời, sao nó gieo nghiệp dữ vậy trời. Anh đi đâu anh cũng hiếp tay vậy mà. Anh dễ sợ quá anh ơi. Ủa em phản anh luôn hả? À? Thành, hồi nãy anh nhớ em là cái người mời mọc ST về. Bởi vì nó là cái ba nhưng combo quần áo nó, em khen ngợi tôi nó lắm anh. Sao kỳ vậy anh? Đổi đội đi anh ơi.
Thôi thương anh đi. Không có bền đâu. Đừng ăn hiếp anh nữa. Thôi em thương anh lắm luôn. Thôi thương anh mà. Thôi thương mà. Thôi anh nói tiếp đi. Thật ra vậy nè. Không, em kêu anh Essie nói. Không, em kêu anh Essie nói. Thôi anh nói đi. Em giận á. Thôi đừng giận chừng mà. Thế nào tao không tháo râu mực mày. Nói như là bàn số 4 á. Bạn này đúng y như ST nói luôn. Là nó nằm ở cái em mà đẹp động trời mà hát động lòng luôn. Thì đó. Nhưng mà quan trọng là gì? Bạn này không có khả năng diễn xuất giỏi. Không tập trung tốt luôn. Em ơi, nếu như một người mà đã không có khả năng diễn rồi bây giờ nghĩ rằng là hát không hay nữa thì liệu chương trình có cho vô không? Tại vì sao? Ít ra phải có một hai chứ. Tại vì trong cái nhóm của bạn này là có ông số 3. Hồi nãy thấy ông số 3 là đã ngờ ngợ rồi. Sau khi cô clip nó thấy đằng sau nó đeo cái bông tai. Nó có những cái hình xăm nho nhỏ. Bông tai nó không có liên quan, em cũng đeo cái bông tai như vậy. Anh đừng có liên quan, anh đừng có thống. Tại vì thường thường những người bông tai to sẽ là những người hát hay giống như anh hát hay đó. Người ta là có chất người ta mới đeo bông tai. Đúng rồi. Không, em không có chất, em không có đeo. Em đeo tới ba lần mà. Cái gì? Đeo ba lần. Chạy tụi bay chứ. Cái gì vậy? Nó khoe có tôi mấy lỗ cái lỗ. Ai khoe chứ vậy? Để Thành nói tiếp nè. Một hầu cái em điên à. À. Để cái máu chua cô tém, lên tém à. Là Thành ơi tém lại. Tém lại. Cái thứ anh em thấy đó là hả? Cái thứ anh em thấy đó là hả? Cái đeo cái sao? Tay á. Số 3 đeo con tay nó có chất đầu thì nó chơi chung nhúm với nhau. Thì cái đứa này ca hay thì đứa kia nó phải ca dở. Anh hiểu không? Theo cái định luật tự nhiên nó như vậy. Tại ba đứa ca hay đứa ngân nó không bao giờ xếp để quay chung một suộc. Đúng không? Không. Không. Đâu có lý do gì đâu. Sao vậy? Anh sao hôm nay ai cũng phản anh luôn á. Ừ, anh sao luôn. Mà cái cậu số 4 này là cái khả năng hát không hay là nhiều lắm luôn. Excuse me, can I phát biểu okay? Trời, can I phát biểu nè. À, bạn số 4 hát hay đó anh. Dạ, hết. Có lý do gì không? Dạ, hay. Excuse me. Dạ. Why? Because ai nghĩ hay okay. Ai nghĩ hay. Hay quá. Mời ý nào. Em thì điều đầu tiên đập vào mắt em nhờ Lê Lộc. Giống như những người phụ nữ. Mời Trấn Thành. Anh, tới bây giờ Mằng Tuấn hỏi một câu ngây ngô kìa. Gì em? Nó hỏi, ủa hai bạn này cầm hai của nó chung xốp hả? Em bảy người luôn em, bảy người luôn nha. Cái này ai tài trợ? Nè, đọc sai tên là đi về nha. Bảy đọc sai tên là đi về. Đang cầm nón của nhà tài trợ chúng ta, IV Moda. IV Moda. Da 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 da. Không nha. Không nha. Cái bài đó không phải là bài chủ đề của Ivy Moda nghe. Ivy Moda. Cái bài của bài Ivy Moda là cái bài mà. Da. Đó. Cái bài kia đâu? Da. Da thiệt. Không, cái này là lỗi của em. Khúc đầu ST anh chọn số 2. Cái em kêu là số 1 khác chắc không hay đâu. Cái em mới xúi ảnh. Anh mới kêu rồi anh mới nói là gì tại vì âm thịnh dương suy gì đó nãy nói vậy phải không? À. Rồi xong anh mới bắt đầu chọn bạn lỗi của em, lỗi em. Dạ không sao. Anh xin lỗi gì? Cuối cùng người ta cũng về rồi, xin lỗi gì? Không xin lỗi thì bây giờ có 10 triệu không anh? Em ơi, cái chỗ nấu mì em ở đâu? Anh nói qua nói hả? Anh dắt mẹ anh qua nói. Em biết chắc chắn bé này nói đúng cái ý mẹ em không? Nhiều khi nấu xong rồi về mẹ em nói trời giục má sụp mí rồi con ơi. nhiều khi mẹ không chịu phải hỏi cô con bé nó làm cái e gì, cái style gì. Nhiều khi tay Hàn Quốc cái mi nó dài cái cong. Người ta đưa mẹ qua đâu có phải là nhiều khi không phải là nối mi mà ta làm chuyện khác thì sao anh? Làm chuyện gì ngoài nối mi nữa? Nối mi giờ đưa mẹ qua không nối mi chứ nói gì? Mình không có nấu gì. Hỏi nói mì. Thăm hỏi hay là gì đó làm sao? Thăm hỏi. Tự nhiên đưa mẹ qua đang nói mi. Cái đang nói mi. Khách đang làm. Bận lắm anh Tuấn tới kìa. Tuấn ơi anh khách cứ đợi xíu đi. Không, tôi hỏi thăm. Mày điên hả? Đang bận đúng không? Tôi hỏi thăm. Rất là tiếc bởi vì một cô gái hát hay dễ thương đã phải chia tay với chúng ta sớm như vậy. Chúc em vui vẻ khi đến với chương trình ngày hôm nay nha. Ra về vẫn vui mặc dù bị loại sớm chút xíu nha. Không vui được em ơi thiệt á. Cái nỗi đau nó nghẹn ngào nó dâng lên tới đây. Cái mặt không tươi nổi luôn. Con bé về tối nay là nói lệch mi người ta luôn. Buồn. Một câu ở đây Tuấn Trần nói anh nghe xem em. Ô, thấy anh sao đi. Tuấn Trần. Anh ST. Anh nói đi. Hả? ST. Em đang nói mà. Dạ, nói đi. Dạ. ST thì bỏ đi mệt quá Trường Giang. Em thì em thấy cậu số 2 hình như là cậu là diễn viên hay là cậu có năng khiếu về diễn xuất á. À. Cậu điềm tĩnh mà cái miệng cậu có duyên lắm. À. Thì em nghiêng về cậu số 2 là chắc
khác không được đâu nha. Đúng rồi, em cũng thấy cậu số 2, cậu số 3 lúc nãy diễn nè. Đó, hồi nãy lúc đầu em cũng nói là số 3 hát hay, mà số 2 là hát dở. Hồi nãy số 2 em nghĩ không hay đúng không anh? Em định chọn mà. Hồi nãy em thấy nó nhép được á. Vậy là em trái ý với lại bên đội Trường Giang. Nhưng mà hai cậu này đều hát không hay hết. Tại sao? Ở gì vậy? Không đâu, không dễ gì mà tự nhiên giờ bà Ngân mới xếp cho hai người hát không hay đứng kế nhau. Giờ Tuấn Trần với ST thống nhất qua ai nói trước được chưa? Anh nói trước đi đi. Anh nói đi. Anh nói đi. Dạ thôi mình qua nha quý vị nha. Quý vị đợi tới ngày mơi đó nha. Giống như anh Tuấn Thành nói á, là hai bạn đều có cái nhịp. Lúc mà mấy bạn diễn tay chân này kia thì theo như em là một kinh nghiệm dancer thì em thấy là bạn có nhịp điệu. Nhưng mà em nghĩ đặc biệt là bạn số 3 luôn, tại bạn số 3 bạn kiểu bạn rất là tự tin luôn á. Bạn là phải hát dòng hay kiểu mà tự sáng nhưng tác luôn á. Đây là cái lúc đi nè, bây giờ đi nè. Em cần đồng đội của em phải tập trung và chuyên môn để mà hả tìm ra một cái người nam để hát cùng với em. Mà anh Chiến Thành cứ ngồi anh chơi chim hoài. Đúng. Chơi chim, chơi nè, có một con chim cú ở trên cái phải không? Tôi chỉ coi cái đồng hồ thôi mà trời. Mà sao anh còn cái chuyện tôi chọn cho em là cái chuyện của tôi. Còn em nãy giờ mới là cái người duy nhất không tập trung. Miễn tôi chọn cho em được thôi đâu chứ. Đâu có đâu anh. Em thấy anh ST nãy là tập trung mà. Chưa bao giờ thấy một cái đội hình nào nó hòa hợp về trang phục. Nó đúng không rồi. Nào hòa hợp về ý tưởng hết trơn á. Anh chưa bao giờ em thích hai đứa này luôn anh. Nói thiệt luôn. Chặt mặt từ nay nha. Em ghét dần luôn anh ạ. Với lại khu vực mà ngày xưa em đã rời bỏ. Đó là khu vực số 2 và số 3. Em có hướng là anh số 3 sẽ hay hơn là anh số 2. Em nghĩ vậy. Vậy thì ST. ST là thấy sao? Số 2 hát hay hơn số 3 à. Hai bạn nói dạ, mình gầy cái đội đó đi. Cá tiếp. Gầy cái đội đây nè. Tại vì hiện nay chúng ta chỉ có cơm sườn và đì tóc. Chúng ta còn chưa có những cái món tráng miệng trái cây. Dạ vâng. Như bánh ngọt, lăng, dầu ua. Dầu ua, chè đó. Bánh lăng, nhiều lắm. Nhiều lắm. Trời ơi. Chè sen yến chẳng hạn. Tuấn Trần, em nghĩ rằng bạn nào hát hay nó lại lần nữa nè. Em nghĩ là bạn số 3 hát hay. Số 3, bạn ST nghĩ rằng bạn số 2 hát hay đúng không? Giờ cá nè. Cá nè. Em nghĩ là đồng đội với em và anh ST thì chỉ cần hai anh em mình thống nhất thôi. Ví dụ mà mọi người muốn ăn mình có thể mời mọi người mà đúng không anh? Đúng rồi em ơi. Ê, em không đồng tình với hai đứa này nè. Nó đang tỏ ra là có học thức. Đúng rồi, nó đang tỏ ra là có học thức rồi. Nó đi dạng như là nó đang tỏ ra là có học thức. Còn mấy anh muốn ăn thì tôi mua cho mấy anh ăn với lại bị ghê vậy. Ý là nó anh Thành, nó anh Thành với em anh Thành. Tôi là cần mấy em bố thí à? Không có. Mình nghe chúng tôi là phàm ăn tục uống à. Sao Thành, đề xuất món gì Thành? Bánh lăng, dầu ua, chè sen yến. Bánh lăng với dầu ua đi. Dầu ua, dầu ua. Bánh lăng. Không ai chọn chè sen yến hết. Bây giờ quán tôi xì, ai thắng lựa chọn cái đáp án của mình, sao? ST chọn số mấy là loại nè? Em chọn số 3 loại. Ok, Tuấn Trần chọn số 2 loại đúng không? Số 2 loại, quán tôi xì. Nhưng mà tại sao mình không chắc chắn thì mình không chọn mấy khu vực khác luôn? Anh ơi, trả rồi anh ơi. Không, ta chưa chọn mà, chú kỹ ngồi im đi, có đồ ăn ngồi im. Đấy, okay, ok mình cộng đi. Số 2 với số 3 cộng lại chọn số 5. Hai này nó điên rồi anh. Trời ơi. Cá tôi giữ vừa chọn số 5. Tôi bị khùng á. Tao chờ ăn cái bánh lăng tôi bị mòn mỏi à. Thôi bỏ đi anh ơi, giúp em mua cho cái bánh lăng anh ăn. Trời ăn của tụi em sẽ dục quá thiệt á. Nói lỡ số 3 và số 2 đều hát hay. Đúng. Thì sao? Thì có anh xui. Lúc đó ai thắng ai thua? Cả hai đều hát dở đó. Cả hai hát dở thì tụi anh có hai món ăn rồi sao, đúng không? Thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà cả hai được người đều hát hay thì coi như là cả hai đứa em đều thua, bao cả nhà gì đâu, hai món luôn. Ăn được miếng của tụi em cực khó chứ. Quá. Hỏi đến 1000 câu hỏi, bọn em trả lời tốn cho cả lo. Anh thấy em chèm, em còn dám bỏ tiền ra em cho anh Thành ăn mà. Trời ơi. Có gì vậy? Đây là thưa quý vị, chúng tôi là có những cái màn gọi là điêu với nhau để mang lại không khí cho quý vị. Chứ không phải là chúng tôi là cần cái sự mà gọi là dây vò nhau. Có, ý là nếu mà em thua thì em vẫn bỏ tiền lên bao anh Thành, bao mọi người mà đúng không? Sao mọi người có hai anh mà mọc da ua với lại bánh lăng mà hai anh không chấm cá là sao? Đâu cá rồi. Cá rồi. Chúng tôi này, chúng tôi nhắc lại nè, chúng tôi là nghệ sĩ ngồi để chơi để mang về ăn cho nó vui, chứ không phải là chúng tôi là những vấn đề bất hạnh mà các bạn là Mạnh Thường Quân nha. Nha. Tù xì đúng không? Em đã kéo nha. Trời ơi. Quán tù xì. Vậy theo ST đúng không? Giờ loại số 3. ST thắng, mình theo ST loại số 3. Trời ơi. Ê, tôi thấy nè. Đã dở rồi phải đặt. Đã kéo nha.
Tại vì anh biết sao, bình thường là anh được xem ra cái kéo là chắc chắn đối phương sẽ ra cái bao. Anh sao Tuấn Trần ơi, thiệt á, nay cô đi. Nay cô không có độ anh hay sao? Như vậy là đội của Trấn Thành quyết định chọn số 3. Quan trọng là cái câu chuyện của em là gì, Tuấn muốn biết. Rồi, bây giờ trước tiên thì anh mời Yến về chỗ, cảm ơn em cái đã. Em tên là Lưu Linh Sang, tên thật của em là Trần Duy Linh. Bây giờ em đang 19 tuổi. Công việc hiện tại của em là người mẫu ảnh và diễn viên tự do. Em ở Đà Nẵng hả? Dạ, em là người Đà Nẵng và em vào thành phố Hồ Chí Minh sống đến nay là gần được 4 tháng ạ. Wow, mới đây thôi à. Tuấn, em có điều gì muốn hỏi bạn ấy nữa không? Tại vì thì em không biết sao em có linh cảm là bạn này có một cái câu chuyện gì đó. Thì khi mà bạn... Dạ, nói gì nói câu chuyện đó. Ủa, em nghĩ là cũng phải có một câu chuyện khác nữa chứ. Trời. Em xin hỏi gì câu chuyện quá vậy? Là câu chuyện là em mới là cái người có cái câu chuyện. Ờ, thiệt á. Anh muốn biết cái chuyện gì xảy ra với em mà từ hồi đầu chương trình đến giờ em không bình thường. Em bình thường chứ này. Cô dựa em về chưa? Hả? Cô đi lâu rồi. Cô đi lâu rồi mà sao em vẫn chưa bình thường vậy? Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em đến với chương trình ngày hôm nay và chúc cho những dự án của em năm sau sẽ được thành công và được khán giả đón nhận nha. Chào tạm biệt. Rồi, cảm ơn bạn. Bye bye. Thì em đến với chương trình này là tại vì cũng giống như anh Tuấn này, cũng có một câu chuyện. Em đã xem hết 10 vạn câu hỏi vì sao nhưng em không hiểu vì sao em lại thích anh ạ. Câu chuyện của em bắt đầu đúng không? Thì ra là anh muốn, anh muốn nghe câu chuyện này á hả? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, chỉ biết bắt đầu từ đây sẽ có sóng gió. Sao Tuấn, anh nói gì đi em kìa? Em còn gì thắc mắc. Lên Tuấn. Nói gì người ta, gì cho người ta niềm đâu tin có đầu khóc cuộc sống mẹ. Khuyên người ta cái gì đâu thiệt. Ok. Cảm ơn em. Chúc em sắp tới sẽ thành công trong công việc. Cảm ơn em rất nhiều. Câu chuyện của em là gì? Em kể luôn đi Tuấn. Tên của em là ba má đặt cho em là Trần Duy Tuấn. Duy đây là duy trì duy nhất. Tuấn là Tuấn Tú. Duy nhất trên đời này có một mình em có thể duy trì được sự Tuấn Tú. Anh có muốn em là người tiếp theo bên cạnh anh để duy trì sự Tuấn Tú đó không? Thôi anh ngại lắm. Còn gì nữa, Duy Tuấn, Duy Linh, trời ơi đẹp đôi luôn nè. Đồ kem bên đây, đồ trắng là đây, dù kem với trắng cũng sẽ về với nhau. Chúc em hạnh phúc. Em xin chào mọi người. Không sao, bé. Trên đường đời xô ngã sẽ có những lúc người ta sẽ từ chối mình. Anh biết điều đó, có thể sẽ đến được với nhau hoặc không. Nhưng bất cứ lúc nào Tuấn có quay lưng lại với em, hãy gọi cho anh Đức sẵn sàng chờ đợi. Tuấn thật lòng á, nãy giờ không thấy sự giả tạo nào hết trơn. Giả tạo gì trơn nha. Không có gieo rắc gì trơn nha. Nè, nó nghe nè, giống hai đứa lính canh gì không? Đó, rồi. Mở cửa. Xuất hiện lòng lẫy kiêu sa. Anh Giang Hòa, trời ơi, người chính giữa xấu nhất. Ủa vậy? Ủa mà nó nghe, hai đứa bữa nay cùng tông nha. Chỉ dạ. Cái điều là đứa bận đồ nó thuận chiều. Còn đứa bận áo ngược phải không? Bị ngược phải không Triệu? Em thấy cái áo này bận ngược nó đẹp hơn, nó bận thuận với em. Em quay lưng anh coi coi. Nè. Đây nè, bình thường cái áo thấy bận vậy mới đúng nè. Nãy giờ mình nói thiệt. Thấy bận thiệt mà. Cố tình xẻ phía sau ra rồi đơm hàng nút vô rồi bận ngược lại cho không khó đó. Chịu con mắt người ta vậy nhờ đó. Thuận á, nhờ Thuận thấy cái hàng nút Thuận gỡ ra thấy gì được thấy lật ra. Chính em bận xui. Em hả? Em góp ý hả? Dạ không, em không góp ý, em nói là mặc vậy kỳ lắm. Cái chưa mặc vậy luôn. Sao kỳ vậy Triệu? Mặc vậy kỳ lắm Triệu. Tức chết với thằng này luôn á. Ai làm chứng? Bây giờ có camera quay lại không? Bây giờ nó đẹp, ai làm chứng cũng không quan trọng luôn á. Em nghĩ thôi em bận lại đi. Tại em bận lại cũng xấu à. Như vậy. Nếu vậy thì giờ Thành muốn rước ai về nhà? Em biết chứ, xấu xấu bớt qua đợi em lợi đi. Đợi anh là chào đón những người xấu mà có duyên. Thôi vậy thì về với đường Giang an toàn hơn kia. Ok, không biết về cho Trấn Thành. Mặc áo là thấy tự tin rồi đó. Thiệt á, hai nhân vật này nha, vừa hát đầu tiên nên nhường cho quấy chọn đội trước ha. Em quyết định vậy. Em vì là lần đầu tiên tham gia nên là chắc là những nhận xét của em nó thiếu tinh tế lắm. Nên là em sẽ dùng hết lợi thế của mình để mấy anh tử tế với em chút xíu. Nên là hai anh chọn trước được không? Thận muốn nói gì? Thận muốn nói gì? Cho em chọn được không ạ? Em chọn ai? Dạ em chọn chị Hằng. Tại sao? Tại chị Hằng đẹp quá. Với lại em nghĩ là chị Hằng đi với em cũng xứng lắm á. Thiệt. À không em ơi. Chị có coi phim chị đẹp nấu cơm cho em không? Có, chị có coi phim dạ. đó. Em mời chị về nấu cơm cho em ăn. Trời ơi. Quá trời. Em
Em dẫn anh về nấu cháo đi. Dẫn về nấu cháo. Cái gì kỳ vậy? Anh không biết đâu, chỉ nấu cơm mà nấu cháo thôi. Rồi, hai gia đình đã ổn định ha. Mời các bạn. Chuyện ngày thơ anh thấy không? Đây là một cô bé tóc mây, mẹ nhốt trên cái gác. Rồi chưa biết thế giới bên ngoài là gì cả. Cho đến khi cô bé thả mái tóc xuống, leo xuống thì bị con sói già ăn thịt. Rồi từ từ em sẽ. Ủa, nhưng mà em thấy là anh nói mình. Anh nói là bạn số 1 hát không hay đúng không? Dạ vâng. Thì Hằng cũng nói vậy mà. Dạ đúng rồi. Rồi sao vậy anh? Vẫn không hay quá. Xuống hai người cùng quan điểm mà anh làm sao vậy? Anh nghĩ sao Thành? Sai rồi. Cái cách trình bày của con bé làm cho em nghĩ là nó nói con bé hát hay. Em sai. Ok. Chịu quá đây chịu. Trời. Anh không ai ngồi chung với anh được. Nghe nè, nghe cái nhiều chuyên môn ở bên hải ngoại người ta nói chuyện nè. Đội của bên Trấn Thành á, thiệt sự nếu Vũ là Trấn Thành ngay lúc này Vũ sẽ cảm thấy rất là buồn. Là tại vì có hai thành viên của đội không được xuất sắc cho lắm. Không được xuất sắc cho lắm. Thành, mình nói đúng không Thành? Chúng ta đã làm gì để thiên hạ họ đánh giá về thưa gia đình gì? Mình? Ngày hôm nay tôi không cần biết, ở đây tôi với Vũ với lại Hải Triều tìm được bao nhiêu người thắng hay thua. Nhưng Vũ đã phải công nhận là Vũ ngồi bên Trấn Thành rất nhiều lần và Thánh Thành nói chuyện chưa bao giờ buông nước miếng cho Thành Vũ. I love you. Ủa là cuối cùng là phe nào? Cho nên là Vũ nghĩ là Trấn Thành đã bị ngụy tạo bởi thành viên của chính đội mình. Đúng. Thì cái điều này là nói chung là mâu thuẫn. Đây là một âm mưu. Âm mưu. Tôi ngồi đây để tôi tìm ra được giọng hát dở và cuối cùng hai đồng đội tôi. Không phải Thành. Tôi cài vô đây đi Hải. Tôi không phải. Tại vì bên kia không có đủ đẹp để anh. Em phân tích nè. Cái âm mưu thứ nhất là anh tự chọn. Vậy hả? Âm mưu thứ hai là âm mưu thứ nhất chọn âm mưu thứ hai vô đây luôn. Là anh tự chơi. Sao cái âm mưu gì mà khó hiểu vậy? Cái âm mưu gì mà vòng vòng vậy? Anh hiểu chưa? Anh hiểu ra chưa? Không hiểu. Không hiểu. Anh hiểu. Anh hiểu. Giống nè. Mình đợi tí qua vòng hai mình bàn. Thuận Nguyễn. Khi mà bảy bạn đứng trên đây á, thì em thấy bạn số 2 là một trong những bạn mà hút vào mắt nhất. Thì hút mắt trời ơi, hút cái ánh nhìn nè, hút vậy trời, hút cái gì vậy, hút cái gì, hút ok, đó là từ thu hút. Hút cho lòng mắt heo. Bạn số 2 là cái bạn quá gì không hiểu thu hút em nhất, nhưng mà khi mà coi clip thì em thấy hình như bạn này là em của chị Ngân. Chị Ngân gài vô. Không ai thấy bà hát hay hết. Chưa, còn một người nữa. Hồ Phong Hoán Vũ, mời Vũ. Tới đội của em chịu. Ủa tại sao tới đội của em, tại sao? Con nó sẵn mà. Em dành đó chị. Áo ngược là có quyền. Áo nó còn mặc ngược mà cái gì mà nó biết. Mời đội của Trường Giang. Thấy chưa? Thấy chưa? Đâu có cần phải gì à, đặt chỗ rồi, đặt rồi. Bút kinh rồi, chỉ cần ngồi đây người ta mời đàng hoàng. Đây là một sự thông đồng rõ ràng là như vậy. Anh Nghĩa, anh nhận bao nhiêu tiền để nói đến câu đó hả? Anh nói điều gì sai? Anh tiếp tục đi. Hôm nay em nghĩ là cái cô gái mà xinh xắn mà dễ thương mà hút hồn nhất ở trên sân khấu là cô áo trắng. Là... quên. Lỗi. Mà đâu. Trường Giang đã nghía nãy giờ thì em chắc chắn phải chọn giùm Trường Giang thôi. Đó là cô gái chính giữa. Áo vàng, chúc mừng em. Bắt đầu này nói là rơi vào bẫy nè. Bắt đầu này nói đó. However, ê, tôi xin lỗi nha. Nhỏ này cười không biết cười gì luôn. Em không biết là cười đắc chí hay cười sảng nữa. Không, bà cười theo Trấn Thành. Nhưng mà bà không biết Trấn Thành đang nghĩ gì. Vậy thì đó không phải là đắc chí, đó không phải là cười sảng, nó gọi là cười vô tri. Ok. However, đời mà mấy anh chị, đúng không? Mua nhà cũng vậy, chỗ nào ngon người ta bu vô à, đúng không? Thế nên đâu phải cái gì mà mình muốn đặt cọc là đặt cọc, quan trọng ai trả giá cao hơn. Chúng tôi cũng chọn sinh à. Biết ngay mà. Cái người hát cho không biết gì hết. Ủa, ai chọn? Bà có hợp tác với tôi vậy? Em hát mà. Thì cho người ta chọn đó. Em hát mà. Em hát mà. Em hát mà.
gục ngã. Trời ơi sao nó lật lọng gục ngã. Nói em chọn như mấy số năm trong vậy. Trời sao con này lật lọng như thì đó. Em phải để cho người ta nói để người ta còn chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Ok. Hôm trước khi em chọn thì em phải đính chính với đồng đội của em. Tại nãy giờ em chưa nói gì hết. Anh chứ em chưa thông đồng mà. Nên em đâu có phản anh đâu. Tiếp tục phản lần hai. Cứu cái gì? Cứu cái gì? Hôm nay bị hạn gặp hai đứa không hợp tác. Tiện thì nhân tiện thì em cũng có một câu chuyện nho nhỏ trước em khi muốn chọn nói. Tôi qua đội này tôi ngồi cho nó. Là thật ra lúc đầu thì em có ý định về đội của anh Trường Giang. Mà nãy em có về anh cũng không chịu. Đội phải có giá vậy chứ. Ờ trời. Em nói thiệt với chị. Đội đóng vô là được. Em nói thiệt với chị nè. Như vậy nè, nó làm gì làm. Cái người kéo mình về cũng phải chịu trách nhiệm. Nãy giờ ngồi im luôn anh. Đâu, đâu. Không phải, không phải. Bây giờ em nghĩ là giờ phút này mình không nên nói ai sai đúng nữa. Mà chị Hằng nên chọn người để chị Hằng hát. Này không hợp tác. Cũng không hợp tác luôn. Nó giết đồng đội của nó. Nó giết không hợp tác. Nó giết luôn chương trình. Nó giận không. Cuối cùng ngày hôm nay tôi khẳng định Thuận Nguyễn là trùm cuối. Đó. Trời ơi, nó tiêu diệt chương trình. Dập tắt mọi vấn đề. Nó có thể dập tắt mọi vấn đề. Chưa đâu vào đâu cả. Cạn lời.